xin chào tất cả các quý vị khán giả theo dõi kênh kiến thức chuyên sâu nhé chắc hẳn đã là người việt nam thì chúng ta chẳng còn lạ gì đối với câu nói lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ý chỉ lời nói là từ miệng mình mà ra nói thế nào để cho người ta nghe lọt tai nói thế nào để cho được việc của mình đây có lẽ chính là một nghệ thuật câu nói đã thấm nhuần với rất nhiều người việt nam nhưng có lẽ để mà áp dụng câu nói này một cách đăng phong tạo cực thì có lẽ chúng ta còn phải sách dép cho phương tây họ có thể chỉ cần dùng một câu nói của mình một lời hứa của mình có thể khiến cho ukraine nát tan cửa nhà thế đấy một lời hứa viển vông cho phép Ukraine gia nhập NATO. Và cái kết thì như tất cả các bạn đã thấy, lời hứa vẫn mãi mãi sẽ chỉ là lời hứa. Nó có thể đi được bao xa ngoài động trên khóe môi của người nói. Ông Tổ của ngành bán nói mà ăn, đích thực chính là NATO. Nếu có một giải thưởng nào danh giá nên trao cho họ, thì tôi nghĩ có lẽ không ngoài ông Hoàng đa cấp, chúa tể của ngôn tử, bậc thầy của su lời hứa. Trước đây, với những lời hứa có cánh của mình, Họ vẽ ra một viễn cảnh hết sức tươi đẹp đối với những người dân Ukraine. Để rồi chính những người dân này bầu lên một siêu tổng thống, ông tổ của ngành sân khấu điện ảnh. Quý ông mang số hiệu 102, có nghĩa là độc nhất vô nhị, Mr. Zelensky. Quý ông này được bầu lên mang theo niềm tự hào của dân tộc với những lời hứa như được lập trình sẵn từ phía NATO rằng việc Ukraine gia nhập NATO là một định mệnh. Chỉ có gia nhập NATO thì những người dân Ukraine mới được hưởng một cuộc sống tự do, dân chủ, sung sướng và độc lập. Quả thật thì họ cũng có vẻ như là cầu được ước thấy. Họ đúng là độc lập thật, nhưng là độc lập chiến đấu ngay trên chính mảnh đất của mình. Họ đúng là cũng có tự do thật, nhưng là tự do cầm súng cũng trên chính mảnh đất của mình. Họ có lẽ chắc cũng thật sự sung sướng Bởi vì có sung và sướng Thì họ mới muốn chiến đấu với những người Nga lâu như thế này Mà chẳng hề gấp gáp cho một biện pháp hòa đảm Chưa vào NATO mà họ đã có tất cả như thế này Thế thì NATO còn cho họ vào làm gì? Vâng, NATO đã nói không Bởi vì những người Ukraine trừ có nước ra Thì cái gì họ cũng đã có chưa kể đến việc NATO, ngoài việc chỉ hơi văn mõ một tí ra thì thật sự họ đã giúp rất nhiều cho Ukraine. Họ tiếp tế không ngừng nghỉ những vũ khí tối tân nhất có từ thời Liên Xô. Có thể sử dụng được hay không thì tôi không rõ. Nhưng chắc chắn nếu cần theo ký thì Hiệp hội Ve Chai Ukraine sẽ là những người hưởng lợi nhất trong phi vụ này. Hàng chục tỷ đô la tiền đưa các vật liệu ve chai đến Ukraine mỗi ngày. NATO đã cho thấy khả năng kinh doanh thiên phú dị bẩm của mình. Ngoài việc họ có thể bán nói mà ăn một cách thiện nghệ thì những pháp sư của NATO này còn cho chúng ta thấy họ có khả năng hóa mục nát thành thần kỳ. Được rồi, cũng dễ hiểu thôi, họ có khả năng hóa những vũ khí có từ thời Liên Xô thành những thứ có giá trị ngang với cả giá của những vũ khí tối tân nhất. Đây không gọi là hóa mục nát thành thần kỳ thì gọi là cái gì? Vậy đó, thời gian thấm thoát đã trôi qua, nhanh như là chó đuổi. Thấm thoát đã hơn 100 ngày. Những người NATO cùng ăn cùng ngủ, cùng chiến đấu và hỗ trợ những người dân Ukraine phần nhiều là bằng mõm. Lợi chắc cũng thu đủ không còn thu được gì nữa mà chỉ thấy hại, miệng cũng đã khô vì bốc phét quá nhiều. Thế giới được phen trao đảo vì tai bốc phét của họ kéo theo tỷ lệ lạm phát tăng với một cách chóng mặt. Trước đây văn mõm của họ nhưng không hề ảnh hưởng đến họ nên họ vẫn cứ vui vẻ mà bốc phét thế nào thì bốc phét. Nhưng tình hình lạm phát trên thế giới càng ngày càng tăng, lửa đã cháy gần đến đùi. Lúc này NATO cũng là những người đã nằm trong vòng thiệt hại. Ngoảnh sang nhìn Ukraine thì ôi thôi, họ có lẽ còn cái nịt chẳng còn cái gì để bòn rút nữa rồi. Cũng chẳng còn khả năng để chi trả thêm cho NATO bất cứ một thứ gì khác. Nếu có, chắc cũng chỉ còn mảnh đất đã từng là nơi chôn rau cất rốn của chính người dân u cả. Vì vậy, tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan, thì Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg lại tiếp tục văn mõm để ngỏ khả năng Kiev sẽ nhượng bộ về lãnh thổ cho Nga nhằm đạt được những giải pháp hòa bình. Tôi không biết phải khóc hay cười trong tình huống này nữa. Lời hứa đầu tiên thì họ ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO và cái kết là họ được những người Nga tấn công theo đúng nguyện vọng. Quên nhau chán chê, hàng chục tỷ đô la được đồ dồn vào vũ khí để hỗ trợ những người dân Ukraine. Và cuối cùng, sau hơn 100 ngày, tốn không biết bao nhiêu tài lực, vật lực và cái đáng tiếc nhất chính là con người. Thì họ lại tuyên bố đã tìm được giải pháp để mà hòa đàm với cả những người Nga. Đó là việc Kiev sẽ phải nhượng bộ về lãnh thổ nó rất giống với những thời phong kiến ngày xưa khi mà bạn thuộc cuộc thì bạn sẽ cắt đất để bồi thường mong muốn hòa đàm với cả bên thắng những người dân ukraine với một niềm tin mãnh liệt vào nato cuối cùng chính liên minh này đã lấy đi của họ tất cả tự do độc lập thậm chí cả niềm tin nếu bạn chưa tin vào những điều mà tôi phân tích thì hãy nghe lời tuyên bố của Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg để hiểu cái cách mà NATO sử dụng cái miệng của mình nó khéo đến giường nào. Tôi ở đây và nói rằng hòa bình ở ukraine là điều có thể vấn đề duy nhất ở đây là họ đã sẵn sàng trả giá như thế nào để có được nền hòa bình ấy họ có sẵn sàng hy sinh lãnh thổ độc lập chủ quyền tự do và dân chủ đến mức nào đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan rất là phức tạp về mặt đạo lý theo đó thì vị chủ tịch của nato này còn không quên đánh tiếng rằng họ sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền của kiev nhưng đồng thời cũng hết sức cố gắng bằng mọi cách để tránh leo thang căng thẳng với những người Nga. Để cho các bạn dễ hiểu thì Ukraine không khác gì như một chiếc bánh ngọt. Khi mà họ đã ăn hết toàn bộ phần bánh, cuối cùng chỉ còn cái đế bánh. Họ quyết định cũng không buông thà, chia sẻ cùng nhau. Những người Nga sẽ nhận được phần của mình, còn phần còn lại có lẽ thuộc về NATO. Để cho dễ hiểu hơn nữa thì Ukraine sẽ bị chia năm xe bảy thành một vùng đất địa chính trị của những quốc gia có khả năng ăn chiếc bánh này. Về mặt ngữ nghĩa thì Tổng Thư ký Jens Stoltenberg nói cũng không sai. Những người dân Ukraine sẽ có được độc lập, nhưng nền độc lập của họ là dựa vào những người khác cho và bảo kê. Xét cho cùng thì sai lầm của phương Tây là đã đánh giá quá thấp sức mạnh kinh tế mà Nga đang có. Thật không ai ngờ, một liên minh gồm rất nhiều các cường quốc cùng chung tay chống Nga lại có thể điêu đứng đến như vậy. Dù họ tuyên chiến trên cả hai mặt trận, quân sự và kinh tế. Trên tờ Daily Express đã chỉ rõ sai lầm của Mỹ, Liên minh châu Âu và NATO là họ đã đánh giá quá thấp tầm quan trọng của Moscow trong thương mại thế giới. Điều này dẫn đến cuộc chiến đã đổi chiều. Nga đóng vai trò to lớn trong việc xuất khẩu lương thực và năng lượng. Thực tế rằng mọi người cần thực phẩm và nhân liệu hơn là các cửa hàng cà phê và chuỗi các cửa hàng di động. Các biện pháp trừng phạt từ phương Tây đã cho thấy tính hiệu quả kém cỏi của nó. Nó chẳng khác nào như một trò hề đối với cả điện Kremlin. Bởi vì thật sự là Nga chưa cần phải sử dụng đến những biện pháp lách luật thì chính phương Tây, những người đưa ra luật lệ lại đang cố tìm cách thông qua các nhà máy lọc dầu của bên thứ ba để có thể mua được dầu và khí đốt từ người Nga. Nhìn tổng thể của cuộc chiến này, bao gồm quân sự cho đến kinh tế, thì có vẻ như thật sự có quá ít quốc gia có thể hưởng lợi từ sự kiện này. Trong khi đó, thì thiệt hại cho thế giới là không thể cân đong đo đếm. Và điều đáng tiếc nhất đó chính là những người dân Ukraine, những người có thể nói là đã mất tất cả khi đặt niềm tin của họ vào NATO. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye anh em.